mở vô cái 256 GB nó không còn chỗ nó trống. Mẹ trời ơi, cái phần mềm cài trong máy chừng ba mươi mấy GB, sau 250 mấy GB nó lắp hết rồi, kiếm hoài không chỗ nào nó chứa tới 250 mấy, và tổng số lại cũng không ra số đó, mà cái số kia đó đâu nó chiếm hết cái bộ nhớ của máy mình. Thành ra quay vô là đẩy ra, quay là cuối cùng quay cái tưởng mất, mà có bấm mà nó không không có vô, nhảy ra hết. Cái bài thứ bài bài hôm nay là cái bài nói về hệ thống kinh lạc 12 kinh, nói trong cái bữa sách 12 kinh lạc là thức dịch cân kinh đầu tiên mà thấy là thức số 1, mà nó nằm ngay cái phổi. Mà phổi á, thì trong kinh dịch mình biết là nó là số 1, nó nằm ở số 1, nó nằm như nó qua năm, qua qua dịch qua chút thấy không, cái năm âm lịch của mình nó thấy không, Tết nó lịch cái tay tay lịch một chút, thì cái giờ của tay á, của lịch với cái giờ của kinh lạc cũng một trật chút, thành ra thức một á, là nó 3 tới 5 giờ sáng chứ không phải 11 12 giờ trưa đó. Thành ra cái giờ của thằng 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 Đông Phương học mình nó lấy mặt trăng chứ nó không theo, mà bây giờ con người ta nó ép theo bằng tay hết, thế cái tích tay muốn lấy con nó tích ta mình nó lại lùi lại, thế cuối cùng mình cứ lộn xộn. Mà đúng là tích ta là chuẩn nhất, mà cái tích ta cái âm lịch là chuẩn trên mấy ngàn năm rồi. Trong Phật, trong cái lịch Việt của mình mà hiện nay có ba loại lịch, lịch âm lịch là lâu đời nhất, xong tới Phật lịch, xong tới lịch của Chúa lịch Giro, năm Giro, cái năm mình đang xài là năm của Chúa. Mà tăng cả tại sao thế giới này lấy của Thiên Chúa giáo làm chuẩn, cái lịch của Thiên Chúa giáo nó mà thiết cái kỳ vậy đó. Mà mình Việt Nam cũng theo lịch của Thiên Chúa giáo là lịch Giro, năm Giro, mà năm Giro của Phật là nó ngược lại, nó lùi lại là còn mấy bao nhiêu năm nữa, rồi cái năm mà âm lịch là lùi lại nữa, 5.000 năm trước có âm lịch rồi, thì cái năm âm lịch là chuẩn nhất. Mà bây giờ cái lịch của mình nó lệch hết, thành ra trong đời bây giờ cái lịch làm sao có cái lịch âm. Mà đúng là ngày xưa nó không có xài chữ lịch, nó xài âm không, mà cái đầu âm đúng hết nó theo mặt trăng đó là bắt đầu. Thì bây giờ mình coi bây giờ cách học cách nhớ của nó, thức thứ nhất á, người cộng số 2 nó ra cái giờ đi, thức 1 cộng 2 là ra 3 giờ à đó, vậy dễ lắm. Chỉ cần kinh thức 1 cộng 2 là 3 giờ tới 5 giờ sáng, từ đó cái lên 22 nó ra cái giờ của mấy cái thằng kinh lạc đó, là cách nhớ rất là dễ. Thức 1 cộng 2 3, từ 3 tới 5, 3 cộng 2 là 5, thì thức 1 dịch cân kinh phổi á, là 3 tới 5 giờ sáng khí bắt đầu nó tích vô phổi. Tích vô phổi là tức là nó phục hồi sức khỏe của phổi, tại vì ban đêm mày ngủ á là nó phục khí, ban ngày nó phục khí nó mà ban đêm nó cũng phục, ban ngày nó phục mấy cái kinh kia, còn ban đêm nó phục một tí, 3 năm sáng nó phục cái khí nó đã, tức là nó đã bồi, nó làm cho cái phổi thể là, thì 3 năm giờ sáng nếu mày mà không cấp được cái phách mà nó không tự động được, mày sổ mũi sáng mai sổ mũi lên hoặc ho là luôn, nó trời nó lạnh đột xuất lên cái mà không kéo mệt kịp sáng nó sổ mũi ho liền, khó chịu khan cổ họng, thì 3 đến 5 giờ sáng là phải luôn giữ nóng cái phổi. Thì thường thường nếu mình có kinh nghiệm thì 3 năm sáng là có con mày phải kéo mền che cái ngực nó liền, không thôi nó bệnh. Người thân mình thấy bị cứ kéo mền che là tức là cái phản xạ nó mất rồi, thì nó không có kéo mền che ngực, còn người khỏe nó tự động nó che cái ngực liền. Còn ba đó là khí của phổi là 3 đến 5 giờ sáng, xong cộng 2 nữa 5 tới 7 á, phổi tới ruột già, thì 5 tới 7 giờ mà không đi cầu á, ruột già có bệnh bắt buộc phải đi cầu, tự động nó đòi. Còn mày mày vô mày cố kích cho nó ra là ruột già có bệnh thì chữa đi con, để mình biết cái sức khỏe mình là cái thức thứ hai là kinh ruột già. Kinh ruột già tôi chưa nói cái đường kinh, bây giờ nói cái giờ nó rồi là 5 3 tới 5, 5 tới 7 là kinh ruột già, 7 tới 9 là kinh của Bao Tử. Thành ra cái người nào mà 7 tới 9 giờ sáng mà không ăn sáng bệnh Bao Tử, rất đơn giản vậy thôi. Thành ra buổi sáng mày đừng có giờ ăn chín qua cái giờ đó, cái đó là theo thiên nhiên, thuận thiên thì sống, trái thiên thì chết, nói người ta trời đất như vậy, mày cãi thợ trời mày chết, tại vì mày cãi nó lấn với cái giờ thằng khác, cái giờ của tao là 2 tiếng, mày nên mày lấn qua cái giờ sau cái Bao Tử mày là cái thằng nào, thằng lá lách,
may là mày dành cái giờ của lá lách nó không phục hồi thì nữa, bệnh lá lách là bệnh tiểu đường ở tới Trung Quốc mày. Nó vừa thằng không hiểu là vậy đó, nó kệ mẹ tao, tao là con trời, tao muốn ăn giờ nào kệ tao, muốn làm gì kệ tao. Nhiều thằng nó tự động nó vậy, nó tự sửa lịch của thế giới, sửa của lịch tạo hóa luôn. Tức là bây giờ nó muốn ngày 24 tiếng, giờ nó muốn ngày 36 tiếng, nó muốn được là nó cứ thức thuốc ra làm, vậy là chết về luôn. Thế giới nó cứ 2 giờ nó đổi thì trái đất này có quay. Giống như bây giờ là mà mày tưởng tượng mà là cái trái cái khoai đi, cứ 2 giờ nó xoay nó nướng một chỗ, mà nướng sai thì cái trái khoai nó khét. Mình tưởng tượng như cái khoai mà để cái lửa này 2 tiếng một cái, 2 tiếng một cái phải là nướng đều không, suy nghĩ là ra liền. Cái ánh nắng nó vậy nó đang chiếu cho người mày, khi trái đất nó quay từng múi giờ thì ánh nắng nó có rọi đều thì người mình nó lăn lăn, năng lượng nó vô. Mà cái 2 giờ nó vô cái nào, nó vô có cái à, nó không hay gì đó. Thành ra cái toàn tạng phủ mới khỏe ra, mà nó vô cái chữ vô hình mà không biết, thành cứ đúng 2 giờ mà giữ ra mày khỏe. Thành ra khi bắt đầu học về về kinh lạc thì mày coi cái giờ của kinh mạch mày nó đúng chưa, mày kiểm lại, nếu mà mày sai một cái là bệnh đó. Thì bây giờ nãy nói rồi nha, 3 tới 5 giờ là phổi, 5 tới 7 giờ rồi à, cứ mà khi cái phổi nó khi nó đục, nó hiện tượng khi nó thoải thoải mái là chỗ đó không thức dậy giờ này, 3 tới 5 tuần liên tục trước thức dậy là phổi nó bị quấn rồi, là đêm nó cái phổi mày không có đắp. Mà 3 tới 5 giờ nếu thằng nào bị bệnh phổi giờ đó nó hành chết mẹ, sốt dữ lắm. Thằng nào bị bệnh về phổi giờ đó là ghê nhất. Rồi tới cái 5 tới 7 giờ sáng, 5 tới 7 xong rồi ruột già tự nhiên là nó muốn rồi, nó đòi đi, nó đòi tự nhiên là trúng. Mà nó không đòi là coi chừng là hoặc là mày không là bị bệnh, là gọi là 2 3 ngày ý, lần là tôi chết, là nó tích phân lại 2 3 ngày nó gối đầu. Thành ra có nhiều người ngày nay không đi cầu, ngày mai không đi cầu, tức là nó gối hết 1 ngày phân trong người mày, cái bụng mày bự ra cứ không trong nó. Tức là người ta ý nghĩa là ngày hôm nay là ăn ký thì sáng hôm sau mới ra ăn ký đó, nó không ra nó để lại 1 ngày nữa. Tức là cái ngày nếu mà nó tích dậy thì 3 ngày nó mới đòi đi cầu, tức là cái phân này nó 3 ngày nó đẩy ra, tức là ngày hôm nay nghĩa là 4 ngày trước mới ra chết, rồi trong cái ruột già hư hết, sẽ bị hoại tử ruột già hoặc bị bệnh ruột già. Thì nó chứa lâu quá nó dính đất, dính sình trong đó, đúng đúng ra nó đẩy ra liền con này, nó mới để nó đùn lên, bắt đầu cái ruột già mày to ra, nó dày ha, nó to dần to dần, cái bụng bự ra người không biết đó là cẩn thận. Thì ra nếu mà nó không đi cầu là phải bắt buộc đi cầu, là một dễ lắm. Ví dụ như mày ăn cái thứ gì mà khó tiêu hóa, sáng mai mày thấy nó ra là đúng 10 tiếng theo nguyên tắc người ta, mày ăn cái miệng nha 10 tiếng phải ra luôn, không ra là coi chừng cái hệ thống tiêu hóa mày vẫn có vấn đề, sửa lại ngay, sửa lại ngay. Thì bây giờ cái người đi cầu ngày xưa nó hơi giờ đâu, nó coi cái phân rồi nó mới nó cho nó mới giật cái phân trôi xuống, nhưng người nó gốm nó không có gốm. Khi mày đi cầu ra phải coi cái phân mày nó đang cái gì nó ở trong đó. Nếu mày hôm qua mày ăn nó mà hôm nay nó ra vậy là cái tiêu hóa tốt, tức là 10 tiếng nó ra đích này, thì được. Còn nó không ra, ủa cái này cái tay 2 ngày ăn mít mà hôm nay mới ra, mẹ 2 ngày nó còn 500, đó là cái giờ của ruột già. Xong ruột già khi cái ruột già phân nó ra thì ở trên nó trống thì bao tử phải đói chứ. Thành ra nếu 7 đến 9 giờ sáng mày không có đói rồi thua, nó đòi ăn mà nó kệ mẹ nó lơ luôn, là bắt đầu nó báo cáo láo, bắt đầu bị bệnh rồi. Là khi mình suy nghĩ trong người nó 12 cái tạng phủ gì, nó nuôi mày mày nuôi nó đâu, nó hỏi vậy mày trả lời sao? Tức là cái phổi buổi sáng á, là nó thở nuôi mày, bây giờ nó có 2 giờ để nuôi nó thì mày phải giữ cho nó cái ống cái ngực, nó mày không giữ là cái phổi đại. Rồi cái ruột già là khi nó ỉa ra vậy là nó bớt mệt mỏi, nếu mà giữ nó lại thì nó chứa thêm, nó nặng, giống như nó cái ruột già nó cầm được không 1 ký, mày bắt nó cầm 2 ký rồi nó giãn này mày chơi nó rồi. Tức là trong tạng phủ mình á, nó lo cho mình, còn mình có lo cho nó không, mày đặt vấn đề mình sẽ lòi ra vấn đề này. Cái phổi đó, nói chút mày thở, cái giờ nó là rất là giờ bồi dưỡng nó, mày có lo cho nó không? Không. Rồi cái đục da mà khi nó đi cầu mà cho nó đi thải độc ra để nó khỏe không thì nó chết. Xong tới cái bao tử cũng vậy, nó bóp đồ ăn, nhưng mày còn nó ăn là 7 giờ sáng nó cũng lấy đồ ăn mày, nó đem vô đó nó ăn, mày không cho nó ăn chết mẹ nó. Đó là cái là 7 tới 9 giờ, 7 9 giờ thông tới lá lách là 9 tới 11 giờ. Giờ đó đa số tụi doanh nhân nó bệnh đó, là bị tiểu đường bây giờ đó, giờ nó căng thẳng lắm, làm việc dữ.
tụi tụi nhân nhân nó làm rất căng thẳng. Mình cũng vậy, giờ đó là đáng nhẽ là 9 tới 11 giờ, nếu mà bệnh tiểu đường, còn những người mà nó không tiểu đường là cái tụy nó mạnh thì nó lướt, còn 9 tới 11 giờ là ta chuẩn bị nghỉ trưa rồi, nó nhẹ nhẹ từ từ. Còn nhiều thằng tới giờ nó căng lên á, 9 tới 11 là làm căng thấu tâm luôn, qua 2 giờ 1 giờ lưu trưa luôn, nhiều thằng nó làm việc kiểu đó đó. Còn mình nó nếu mà 9 giờ thì mình lên đỉnh cao, mà lấy tới 10 rưỡi mày xuống từ 11 giờ mình xuống nhẹ 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 công việc thì độ cái tụy mày không bị bệnh bệnh tiểu đường đó là 9 tới 11 giờ. Còn 11 với 1 giờ là bệnh giờ tim. Giờ đó nha mày làm thâm tầm bệnh tim hết. Tất cả thằng doanh nhân mà trưa không ngồi họp qua 12 tới 4 giờ rồi ngồi trưa họp luôn với nhau rồi. Rồi qua 1 2 giờ đi ăn, thằng đó có thằng tất cả nhân nhân làm giờ đó dính tới cao huyết áp hết, không thằng nào chữa, hoặc đột quỵ hết, chết vì đột quỵ hết. Giờ đó giờ tim nó nghỉ, mà giờ đó là cái dương nó lên cực đại, nó chuẩn bị âm, một cái âm cái 12 trưa nó nóng lên nhỉ, tự nhiên cái có cái khí âm nó hiện ra, nó ép cái 12 cái khí nóng nó xuống đi, tới chiều 12 trưa nó nóng cực đại xuống. Giờ đó là giống như nó nhồi lên cái vậy nè, mày mà không giữ chết mẹ. Trong trong khí công nó có 4 cái giờ quan trọng: Tí, Ngọ, Lưu Chú và Mão, Dậu, Châu, Thiên. Tí, Ngọ là 11, là 11, 12 giờ trưa, 11, 12 giờ đêm, là 2 giờ nó đang chuyển thời. Và 5 giờ chiều, 5 sáng là vừa nửa âm, nửa dương. Hai cái, mấy cái đó phải cẩn thận. Buổi sáng 5 giờ là tập thể dục. Chiều 5 giờ là giải lao cho cái thận. Bây giờ đó là thận nó nguy hiểm. Bây giờ tới 9 tới 11 giờ, 11 giờ tới 1 giờ là giờ của tim. Trong 1 tới 3 giờ là giờ của ruột non, giờ đó của phụ nữ. Giờ 1 giờ 3 giờ là nữ, nữ nó chủ về huyết á. Giờ đó mày muốn cưng vợ mày, mày da vuốt giờ đó là nó khoái. Tức là chiều nó đừng cho nó làm việc nặng từ 1 tới 3 giờ trưa nữ á. Cho nó thoải mái giờ nó, nhất như ngủ trưa hay gì giờ đó làm việc nhẹ đó. Đừng có bắt nó làm việc nặng. Việc làm việc nặng là nó ảnh hưởng tới huyết, mà huyết con gái mà nó ảnh hưởng thì nó sâu lắm. Là 1 tới 3 giờ rồi giờ của ruột non, rồi 3 giờ tới 5 giờ rồi giờ của bụng đái, 3-5 giờ là hạn chế uống nước. Ồ, mà nhiều người không có biết giờ bụng đái là cái giờ không được uống nhiều, thì mày uống nhiều nó phải đái. Thì 3-5 giờ thấy người, mấy tụi nhậu nó né giờ nhậu đó không? Thằng bởi giờ thằng nào mà nhậu 5 giờ tới đi mà nhậu được, chứ mà 3 giờ 5 giờ thứ dữ rồi đó, là nó có chuẩn bị cho nó bệnh đó. Ta là mấy thằng đó nhậu là bệnh rồi đó, là có ngày là ảnh bị bể bụng đái gì đó, là nó hư tại cái giờ đó, bụng đái nó nghỉ ngơi là 3 tới 5 giờ. 5 giờ 7 giờ là không được gần phụ nữ, giờ của thận, giữ thận. Giờ thận là gì? Giờ đó đi nghe nhạc, xem nhạc. Nhiều người không có biết, sai cái giờ đó. Xong cái thận xong tới cái tâm bào là 7 tới 9 giờ. Là những người bị đột quỵ chết vì cái giờ đó không? Là cái cơ tim, cái bắp tim nó là cái cục bắp thịt thôi. Cái giờ đó là bắp thịt nó phục năng lượng, mày không giữ nó là chết. Xong tới cái giờ tâm tiêu. Tâm tiêu là gì? Tức là cái cổ này nè, cái ngực với cái bụng, mày phải đắp ấm mới ngủ được. Đó, thành ra mày bỏ cái đó là không được. Đi tối ngủ phải đắp ra. Chờ đây thì ngủ. Mày bỏ là không có được. Quy định vậy, còn mày cãi là mày ăn đòn. Mày thấy không, từ bữa nào mà thấy lúc là tự nhiên vô kéo đây che đây không à, cái chân không sao nha, mà che phải giữ cái hạ bộ lên cái bụng, ngực là tâm tiêu phải ấm mới được ngủ được. Xong tâm tiêu xong tới phần kế tới mạch là giờ nó lọc máu này. Từ 11 giờ tới 1 giờ mày nhắm mắt mà tới om thì tốt, mày nhắm mắt và mở là rồi mạch yếu, nhắm mắt nha. Nếu cứ ngủ luôn thằng đó tự khỏe ra mạch tốt, còn nhắm mắt mình thấy nó sáng sáng hoài mà cứ nghe vẫn là như nó không ngủ sâu. Từ 11 giờ tới 1 giờ phải ngủ sâu, và 1 giờ tới 3 giờ ngủ sâu là cái gan với mật nó lọc tốt. Mà nó lọc tốt thì cái tánh nóng không bao giờ xảy ra. Bởi vậy thằng nào mà ngủ từ 11 giờ tới 3 giờ sáng mà không sâu, tánh nóng lắm. Nó lên một cái đột xuất lên nó hồi nhuyễn, sai rồi mới thấy buồn. Tại vì cái nóng lên ghê lắm, nó trong hai trong cơ thể, mà có hai cái mà trong khí công mới luyện mà nhiều người không biết là lấy tánh nóng biến thành năng lượng và lấy tình dục biến thành năng lượng. Đó là cái thằng bí quyết của thằng trong khí công, tức là luyện gan,
trong khí công nó luyện gan, là gan và phổi là một, là lông là con gan, hổ là cái cột phổi, còn cái thận với tim là trước sau. Thà trong người bốn cái đó mày luyện cho tốt là khỏe này. Tức là mày muốn luyện đó là rất đơn giản, mày thắng được tánh nóng chưa? Không thắng tánh nóng là gan yếu, rất đơn giản vậy đó. Còn tình dục mày kiểm soát được không? Không bao giờ bị nó lôi cuốn không? Mày kiểm soát được thận mạnh vậy thôi, rất đơn giản vậy mà không ai biết. Cái thận mạnh á, mày thấy loài thú không? Cái giờ sinh hoạt tình dục nó đúng giờ lắm, chó mèo đúng cái tháng đó nó mới gần. Nghe không? Con mèo chó thì tháng 10, tháng 11 nó mấy tháng khác mày đụng nó đập chết mẹ, còn con chó cái chó đực tới hửi nó đập chết mẹ, chó đực không. Nó có giờ sinh dục, giờ giao phối nó có giờ, người như vậy nó có một tháng nhầm. 60 tuổi là không có được gần. 50 tuổi gần cái lần, 40 tuổi được 2 lần, 30 tuổi được 4 lần, 20 tuổi với xuống là 6 lần, đúng vậy thôi. Mới đúng luật của nó. Còn sai á, mày thấy con đàn bà nó đâu có đòi nhiều, trừ những con nhỏ dâm, còn đúng nó một tháng nó có một chục kỳ kinh à, là trước khi kinh nó đòi chút rồi sau có kinh nó mới đòi hết rồi. Thật nhiều người đâu không hiểu ép phụ nữ là sai. Thằng con nữ nó nghĩ mày là mê dục chứ không có tình, thì gặp thằng con vợ mà gặp thằng ông mà mê dục nó sợ lắm, tại nó không theo cái quy định cái thiên nhiên. Đàn bà trước khi nó có kinh nó mới đòi chút, sau có kinh nó đòi. Nó hay cái là khi đó nó gần nó không có thai, còn khi nó có kinh mình vẫn còn làm vô là bệnh khấm, nó đang có ra huyết á, gần nó là con nhỏ nó mang bệnh khủng khiếp, nó ốm nhách à. Nhiều người không có nắm quy luật á, sai. Thành ra cái sinh hoạt tình dục phải đúng quy luật thiên nhiên thì đàn bà nó mới thích mày. Nhiều thằng nó tưởng là làm nhiều đàn bà thích là ngu, sai. Tức là khi mà cái người nào cũng vậy mà cái sinh hoạt mày mà nó giữ đúng của mày á, thì mày thích đúng không? Ví dụ giờ sáng mấy giờ mày dậy, mày đang sống khi mà chưa có vợ, mày sống giờ con vợ nhưng nó phá cái giờ mày bực mình liền. Cái sinh hoạt cơ thể nào cũng vậy á. Hồi trước mày khi mày thanh niên mày sinh giờ lấy vợ nó phá cái giờ mày, tụi bị bực liền á. Nếu con vợ vô mà nó hợp cái giờ mày, sáng mày 5 giờ dậy nó cũng dậy 5 giờ, mình nó 4 giờ nó dậy chết mẹ mày nè. Đúng không? Sáng mày 7 giờ mới ăn sáng, nó 9 giờ nó mới ăn sáng, mày chết mẹ mày rồi. Giờ mày đi làm đi, thôi rủ đi siêu thị là chết mẹ rồi. Đó vậy đó. Mới đầu thì quen nhau không thấy mà vô sống chung mà trời ơi cái giờ. Cuối cùng mất sức khỏe là vậy đó. Thành ra những hai vợ chồng mà nó hợp nhau là cái giờ nó giống nhau, ăn cũng giống nhau, thích cũng ăn giống nhau, cái giờ thức dậy cũng giống nhau, giờ sinh hoạt cũng giống nhau thì đó là hạnh phúc. Còn không thôi nó sống mà nó khó chịu. Mấy bạn tao hỏi mày, tao hỏi mày mày sống với vợ mày, trời ơi như cái địa ngục mà tao ráng sống. Nói vậy. Nói gì ba cái cãi không à. Mấy thằng già rồi nha, 60-70 rồi đó mà ở tới giờ vẫn còn than á. Thế là thành ra nó mất sức khỏe thôi. Không có cái nghịch đó, giống như giờ sống chung trong nhà với anh em ruột thịt với nhau thì đâu có. Nhưng mà khi mà ở chứ có vợ có chồng thì bắt đầu có nhiều cái xung khắc mà không chịu được, nhưng mà nó cũng không có gì hết, nhưng mà nó ảnh hưởng sức khỏe. Thì cái giờ đang 12 giờ của mày có hợp với giờ có vợ không, mà nếu có thì phải khuyên làm sao nó vô cái khớp chỉnh nó lại. Còn không chỉnh là tới ngày banh, cả ngày nó dồn lại banh. Thì khi mà lập gia đình với nhau thì coi những cái giờ sinh hoạt nó phải kéo lại gần nhau. Hồi trước tôi dạy thì bà dạy, bây giờ bà phải kéo lại. Còn con kia hồi trước tôi dạy, ông dạy nó chích mẹ nữa. Nó khó lắm. Đó là cái giờ, và cái giờ nó dính gì? 12 cái kinh mày thôi, kinh lạc của mày thôi. Nó phù hợp là khỏe nó, 12 cái giờ xong. Bây giờ tới cái đường kinh. Trong 12 kinh này nó có 12 khu để hiện cái bệnh mày lên. Nè bây giờ tới cái 12 khu. Nói luôn cho thấy. Cái nó 12 kinh lạc. Giờ 12 cái khu ở khu giá mày bữa nó coi chưa? Đó thì 12 khu giá thì mình phải chụp. Rồi mình phải về mình phải nhớ, ví dụ gan nó khi mà nó có ngứa theo dọc đó là đó là gọi là 12 khu giá theo 12 đường kinh. Mà cái khu giá đó là khu nào nó có mụn gì thì cái khu đó là thuộc của cái tạng đau bệnh. Đang người ví dụ nhiều ngồi vậy như tao đang đi vậy là cái này là thận tao đang thải độc nè. Nó đốm đốm vậy nè, một lần nữa nó sạch lại liền, có hết nó cứ ra hoài à.
chứ không phải là đọc cái câu không có, nó ra nó trổ ra rồi nó lại sáng lại vậy đó, coi vậy xấu xí nữa nó sạch hết, ra hết độc là nó sáng lại, mà tập nhiều nó mới ra, không tập không có ra đâu. Mình ngưng tập là nó biến luôn, nó lặn ở trong thì bắt đầu bệnh, nó ra giờ là khỏe. Thành ra cái người tập khí công là nó hay đó, một thứ nhất nó hiện tượng là nó ra những cái đốm ngứa 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 này, trổ lên nhỉ, nó đỏ đỏ rồi cái mình gãi gãi rồi nó thấy nó đen 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 hồi nó tàn, đó là đúng. Còn thứ hai là nó ngồi về tự nhiên nó có một cái đốm đen như này, nó thu nó phủ lại vậy hồi nó tan tan dần, cái đó là khí tập khí công mới có. Rồi lỗ tai nhiều lúc nó có mụn mụn nhọt sưng lên xì mũ ra không sao hết, rồi mắt xì mũi lên, mũi xì mũi lên, miệng lở luôn. Bình thường đừng có uống thuốc tây của mẹ nhé, là khí công nó đẩy ra. Thật nhiều người thấy cái nó lấy thuốc trị vô là thua, nó không có phản xạ nữa là thua. Nên ta tập khí công không xài được bất kỳ cái thứ gì bị cây mẹ nó, cái bị đó là trong người nó thải độc ra. Chứ còn mày đến thấy vậy cái mày sức thuốc này cái kia là nó không tự động. Thật khi học khí công rồi là cái đó là những cái lốt ngoài da nè, thì biết đó phải không? Rồi bây giờ cái đường kinh mạch nó có hai cái đường, khi mình đọc cái kinh lạc mình không có biết nó trong người kinh lạc nó có hai cái đường, một đường kín và đường hở. Thành ra khi coi cái đường kinh đó, không có biết là không có được 12 kinh lạc. Đây kinh thứ nhất là lấy cái kinh thứ nhất, kinh đây thấy không, nhà kinh phế thấy không, cái đường chấm chấm là đường tập khí công tỉnh nè, cái đường chấm chấm nè, nó trên này thấy không, đường đi bên ngoài kinh dương là động ha, còn đường chấm chấm là đường đi bên trong bên ngoài không có huyệt kinh dương, cái đường này là đường của khí công tỉnh nè, cái đường chấm chấm này nè. Thành ra cái đường này khi mà mình có cái đường kinh mạch đó, thì mình thấy cái đường mà nó đậm đó, nó từ trung phủ phong bộ nó đi xuống đại hết, còn cái đường chấm chấm là cái đường nó đi tắt, nó không có đường kinh. Dụng ý này cong lên nó thấy cái đường cong này, cái đường này đường chấm chấm này, đây cũng vậy nè, đường chấm chấm này tập khí công mới thấy, tập khí công tỉnh đó. Khi bởi vậy khi mà tập khí công tỉnh là vận khí này vận từ cái đường chấm này ra cái đường đường nổi này, đường nổi này mà là tập gần ha, tập dịnh kinh nhẹ căng cái đây hết rồi, còn cái đường từ trong tới đây ấy, là phải tập thở mới thở, nó mới chuyển cái đường thập nhị trung lâu nó mới phình lên nó chạy đây. Còn cái ngực mấy cái đạo bài này là tông tẩy tiêu kinh nó mới tập mới chuyển mấy cái đường này, không tẩy tiêu kinh nó tập cái đường ngầm này không, có đường này là khi thập nhị lâu đó này nó chạy cái đường ngầm ngầm này, khi ngầm này nó chuyển ở đây những cái đường trong này rồi, cái chỗ này là cái hơi ở chua mình từ đây nó bốc lên, khi tập tới đây nó ở chua bốc, ở đây nó có ở chua ở ruột già nó bốc lên, thì mấy cái này cái đường chấm chấm này là đường của khí công tĩnh, khi học khí công tĩnh mình tập được cái đường này. Còn đây khí công động tập đây, khí công tĩnh nó tập cho ra cái đường này, khi ngồi thở mà sao cái này nó chạy. Khi nó ra đây thì nó chạy, nó ra nó huyệt này nó chạy ra ngoài, cái đường này gọi là đường đêm bên trong, tất cả kinh nào có đường bên trong ấy, thì trong trong sách Mỹ nó hay vẽ này thấy không, đây cái đường này là nè, cái đường lấy một cái đường ví dụ đó để mình hiểu nó luôn có hai đường á, đường này là kinh gì, cái này là kinh mật, cái đường là kinh thông dụng để cho mày chỉ mày coi đây nè, giống cái đường kinh kinh này là kinh phế, và lấy cái kinh phế của Mỹ nó giống y chang, còn mà không có hiểu là mình thấy nó có hai cái đường nó vẽ hoài. Đây đường kinh Somat này, kinh vô cái kinh phế mà được, kinh phế là đây là kinh thứ tư tụy, này kinh dục gia, kinh này đây kinh phế là thế nào, kinh phế đây kinh phế là sao, nó vẽ nó y chang. Bây giờ cái đây thằng Mỹ nó vẽ nó cái này nó vẽ có nửa người, còn thằng Mỹ nó vẽ tròn luôn hai bên, thấy không, nó có hai đường hai cái hình, thấy không, thấy là cái khí bên trong nó cũng vẽ là từ cái ruột già nó quận quận lên, xong nó đi tắt lên đây rồi nó lên lên, tức là cái khí này khi tập là nó từ ruột già nó đi lên lên nó qua tới hai cái phổi, nó bọc ra đây nó bị bắn qua hai cái điểm này, bắn hai đường này, ở đây vẽ bằng thái thực nó hai đường. Thì cái hình này nó vẽ một nửa người chứ đúng là vẽ thêm một đường cho bên này nữa,
vẽ luôn cái màu xanh này thì nó che xấu quá, thường bị nó vẽ luôn. Thì cái đường ở trong nhà nó gọi là external khí, tức là khí bên ngoài, internal khí tức là nội khí kia là ngoại khí. Còn trong cái này nó không nói ra, nhưng Mỹ nó phân biệt cái đường trong là đường nội khí, đường này đường ngoại khí, nó là external khí, còn này là internal khí, là đường chấm chấm. Đường chấm chấm là khi tập khí công tĩnh, là khí nè cảm nhận khi khí từ trung tiêu xuống ruột già, từ chỗ này xuống ruột già, xong nó lên dạ dày, xong nó lên phổi nó mới ra tạng. Tức là khi mà tập động công mình tập dày thôi, nó chạy dày ngoài ha. Còn trong khí công đó, là phải tập khí từ ruột, từ quy định phải từ ruột già dẫn khí ruột già trước, xong nó chạy lên dạ dày, xong nó mới lên cái phổi, xong nó lên cái cổ, nó mới ra tay. Cái đường này phải học khí công tĩnh nó mới chỉ, thành ra là mình biết trước để khi mà học khí công tĩnh nó chỉ cái này. Khí công tĩnh là khi mình tập nó có khí trong bụng rồi, khi mình muốn vận khí ra ra cái kinh này thì nó không phải là chỉ nó nhịp kinh bé bé vậy đâu, nó ép từ trong nó ra ngay chỗ này, nó xì rồi chạy. Thì cái bài cái kinh thứ hai mình phải học là phải thuộc mấy cái đường kinh này để tập khí công tịch. Về sau khi học tới độ kinh độ mà tập khí theo cái kinh phế, đâu phải theo cái đường này, theo cái đường trong này ra nè. Còn khi đọc động công nè, thấy không, nhịp kinh vậy, còn khí công tịnh nó ngồi yên nè. Khí trong này nó chạy chạy lên nó ra đây, chứ nó không phải từ đây chạy ra đâu. Thì cái kinh phế còn trong trong khí công tĩnh là cái kinh này nội khí, thành ra gọi là nội kinh độ. Nội kinh độ học mấy cái đường này, không học cái đường này đâu, nên cái nội kinh độ đâu có đường mà hai đường kinh này, nó học cái đường này nè. Thì trong nội kinh độ nó mới nói những cái đường khí đi trong cái sơ đồ, nên là mấy cái đường này không đó. Vì sao mà những cái đường nó giải thích trên nội kinh độ là mấy cái đường này mà nó giải thích bằng 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 cái sơ đồ đó thì mới hiểu đó là kinh kinh nội, nội kinh còn là ngoại kinh. Thì cái này là nội kinh độ, cái đường chấm chấm là nội kinh độ, có 12 cái nội kinh độ đó. Nội kinh độ thấy không, ghê lắm, nó không có vừa đâu. Thành ra mình học cái này xong bắt đầu tới cái nội kinh độ phải học cái kia kia, học tới cái quân tỉnh là giải thích nội kinh độ, cái đường này là cái câu nói gì trong đó nó nói hết đó. Thành ra những cái đó là cứ mã không à. Còn khi vô tập đó, phải theo cái này. Ví dụ bây giờ mày đang đau đau phổi mà mày không cục cựa được, mày ngồi giống như ở tù á, tập sao ngồi ngồi thở thôi. Bởi vậy mấy cái thằng ở tù á xích ở trong đó sao không bệnh, ngồi thở mà chữa 12 kinh chứ. Chứ ngồi ai cho mày thả tù, mày thả nó cho mày tập dịch kinh. Bởi vậy mấy thằng cha mà cái con giỏi xích nó vẫn có bệnh, nó thở đường kinh này nó thông, không cần phải thả nó ra. Còn mình bây giờ là mày thả ra mày động, bởi vì nó có động công và tĩnh công. Động công là trường hợp ở môi trường mày còn vung vẩy được, còn môi trường mà nó nhốt mày ngồi chỗ về suốt mấy năm suốt tháng vậy thì sao mà tập tập cái bài thở. Mình phải có tập mà nó cũng khỏe như người vẫn mạnh nữa, không có bị ốm eo bị bệnh hoạn gì hết đó, là sao tập thì tập cái này gọi là đường nội kinh. Đó là cái đó 12 đường kinh nó vậy. Rồi 12 đường kinh mỗi cái tính năng đó là cái tính năng nó biết là cái kinh nào nó vô cái tạng nào mày biết rồi, không có nói được. Rồi 12 cái đường kinh này nó nối vô 8 kỳ kinh phải có. Coi đây là tôi chỉ luôn, coi sơ đồ có 8 kỳ kinh này nè. Ví dụ mạch trung duy nè, thấy không, mày thấy nó có tên huyệt không? Huyệt này nó không phải huyệt của cái này mà 12 kinh nó đi qua. Mày mới coi là mực xong chính dinh từ lên cái mạch này là cái mạch nào nè. Nhu du cái này là dịch kinh thức 6, tao đang đề số nè, dịch kinh thức 10, tức là thức thứ 10 là khí kinh thứ 10 nó chui vô hai cái huyệt này. Còn cái kinh này phong phủ và tá môn, cái số phong trì này là cái kinh thứ 11 nó nối vô cái dương duy chỗ này. Dương duy nó nối nhiều là dịch kinh 11 này và đốc mạch, chứ nó không phải là cái huyệt của dương duy đâu nha. Dương duy này là ở 12 kinh nó đổ vô vô mấy cái huyệt này, nó đổ vô cái kinh này. Thành ra coi cái huyệt đây không phải là huyệt của Dương Duy mà huyệt của 12 kinh. Mình phải tra coi dụ mực xong nè, chính dinh nè, thừa linh nè, bản thần đầu lông khắp dương bạch, cái từ này cái này là của dịch kinh kinh thức 11 nè, ta lập cho coi. Thấy không, thầy ra mày khi mày học cái này là mày phải biết là 12 kinh nó đổ vô đây, mà cái kinh Dương Duy có mấy kinh, có chỉ có kinh thức dịch kinh 11 vô thôi, và nó vô đốc mạch rồi, có hai cái. Đốc mạch là cái phong phủ là huyệt của đốc mạch.
Còn tất cả những huyệt còn lại là huyệt của thức 11, tức là mật. Thành ra cái dương duy là do mật nó tạo nên. Muốn luyện kinh dương duy là luyện thức 11, là nó chạy dương duy luôn, nó nhiều, nó hay vậy đó. thì tập cái bước đó thì nó vô đây luôn. Bởi vì cái bài Bát Đoàn Cẩm thì mới tập thức này, nhưng mà tập dịch kinh kinh thức 11 là nó đi gần hết cái khúc đầu này. Thành ra cái dịch kinh kinh thức 11 nó chỉ cái khu này á, còn khu dưới này phải tập Bát Đoàn Cẩm mới có thôi, này cũng từ đây nó không có việc gì đó. Còn xuống dưới đây là này Kim Môn là thức 7, còn cái thức này Dương Giao là cũng thức 11, Kim Môn là thức thức 7, dịch kinh 7 nó mới hiện hiệu Kim Môn. Thì phải tập ba cái động tác của dịch kinh kinh nó mới thông được cái dương duy, còn đọc tập nó bắt lăng cổng thì một thức nó thông hết, thông hết cái đường này. Thành ra khi tập là phối hợp về nó thông cái này, thì coi cái sơ đồ là thứ hai cũng vậy này, cái huyệt này cũng vậy. Cái này không phải huyệt của âm duy đâu, kinh kỳ kinh không có huyệt, mà những cái đường 12 kinh đâm vô thành những cái đốm này, đốm là đường 10 kinh mạch nó đâm vô, chứ không phải là huyệt của kinh kỳ kinh. Kỳ kinh không có tên huyệt, chỉ có nhâm đốc nó tên huyệt. Nhâm đốc nó mới có tên. Mấy thằng kia, thằng này cũng vậy, việc này nó không phải của thằng mạch đới này, cũng không phải của mạch trung, cái này của mười mấy kinh kia nó đổ vô. Động cẩm này, động cẩm này cái tên riêng này, đây là con mắt thành nhâm đốc mạch mới có huyệt, tên huyệt là nhâm mạch, là hôm nay mình biết là đây đốc mạch. Thì mấy cái này phải thuộc lòng hết, tại những cái trong những cái huyệt này là về sau khi tập cái tỉnh khí công là phải thông hết mấy cái huyệt lớn này, còn mấy huyệt con xung quanh không. Thì trong cái trong này mình để ý những huyệt lớn như trung quản là huyệt lớn, khí hải này, tức là mình cộng 12 cái kinh trên cái sơ đồ mà tao nói mà 12 giờ đó, thì mấy cái huyệt nó tập là huyệt chính, còn mấy cái huyệt này huyệt phụ luôn. Thì coi cái huyệt đó vô mình mới đánh dấu lên đây, như trong cái huyệt lớn này là huyệt thiên lộ nè, thấy không, nó là phải huyệt này phải tập trong kéo xuống đây chuyên trung nè, mình biết liền này. Đây trung quản nè, thần khuyết là rúng nè, khí hải nè, còn mấy huyệt kia không cần. Cái huyệt này là khi tập khí còn tỉnh thông, với cái này là mấy thằng kia xung quanh nó lan ra hết. Thành ra độ cái đi sâu lưng vậy nè, thì phong phủ là một nè, bách hội là hai nè, tích trung là ba nè, chí dương nè, thần đạo nè, đại trụy nè, dưới này là trường cường nè, mệnh môn nè, huyền khu nè. Đó, mấy cái đó mà trong cái sáu cái huyệt mà trong trong cái bệ kinh dịch học á, thì học tập mấy cái điểm đó thôi, còn mấy cái huyệt kia là huyệt phụ. Thì cái đó khi tập tới tẩy thi kinh là hiểu mở ra cái thức thứ nhất của tỷ thi kinh, của thức mày, thức mà đang đang dày nè, dày ha, rồi thức dày ha, dày đó là ta mở được huyệt này nè, nó mở huyệt huyệt chí dương đó. Nè, hai cái này là mở chí dương nè, cái huyệt này nè, bắt đầu coi thì ta chỉ rồi mới biết. Còn cái huyệt mà ngửa lên như là mở huyệt phong phủ. Còn cái huyệt xỉa xuống như này nè, xỉa sau lưng nè, mở hội âm, cái đầu tiên nó đứng vô vậy, thấy không, đĩa xuống nhẹ, đĩa xuống như này đó, là nó mở, chuẩn bị mở hội âm. Còn nên khi mà lên bọc lên nhà để ở đây là khi mà hai tay đẩy vậy là mở chí dương này. Đó, còn cái này đó mở chí dương luôn, mình thấy nó cái điểm nó hiện ra. Còn nó đứng nhẹ, khi mình đứng cho mình nhón lên vậy là nó mở mệnh môn, thế nó căng nè, thầy biết đó là mệnh môn. Thầy nói những cái bài nó đang đang tập ở huyệt mà phải xác định nè cái mệnh môn. Biết được cái động tác nó mở thì mình Ừ thì tập đi mấy 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 cái mấy khoái chứ mình tập những cái gì đâu không biết gì hết, tập cái đó làm gì nè, cái động tác vậy, động tác này là cái bả bên này, mấy cái huyệt đại trụy á. Cái cục này, cái cục u nè, mình ghiền cái đầu cho mình đẩy đấy, không căng căng cái cục cái u sau lưng á, chí dương, chí dương rồi cái đưa lên vậy nè, như vậy là hai cái gân cổ này nè, thiên trụ đó, nó khu thiên trụ với phong phủ đó, đó mình phải để ý rồi mày hỏi nó ra đi. Rồi mình khi mình để nó mày nhướng lên nó căng, cái tay mình nhúc nhích nhích nó căng cái đó, phải tìm ra hết từng cái động tác tẩy tủy để nó khai mở mấy cái huyệt dông đốc hoặc không đó. Cái này là huyệt đây nè, huyệt Đây đâu là nguyên cái dây bàng quang luôn cái này. nó cái huyệt đó là huyệt cao hoang, Trong hai nó mở cái huyệt cao hoang bên thức thứ bảy của
Bây giờ khi mình tập rồi, mình cứ tập đi, ra khỏi tao nói cái tên cái mày, mày coi cái đề cái huyệt này nè. Đây này, huyệt này mở cái huyệt này nè. Đây nè, huyệt số 43. Cái thức đó nó mở huyệt số 43 nằm đây. Huyệt đó là châm cứu không có được. Chỉ có tập khí công nó mới mở cái huyệt cao hoang đó thôi. Huyệt cao hoang là khó tập nhất, trong chỉ tẩy tiêu kinh nó mới mở được. Đó, đó khi đó bởi vì coi học cái bài này bắt đầu so sánh vô cái động tác nào nó tác động đến huyệt nào mới biết. Mới nó chiều đó tới đâu ta chỉ thì tới đó mỗi một lần tập, nhưng mà phải coi cái này khi tao nói phải nhớ là như lúc nói cái này chí dương nó đau chết mẹ mày học rồi tao nói mày biết thì còn không thôi mày phải mở ra coi đó. Thành ra bởi cái bài kinh không đầu tiên mày đừng coi vị trí, cái cảm nhận nằm đâu nó là cái của mình chính xác hơn là cái máy đo của tụi nó đo không đúng đâu. Còn mình để vậy đã thấy liền. Rồi cái mày biểu cái thằng đó châm cứu cái huyệt đó mà châm sát đập cái mặt nó liền. Ủa mà cái huyệt chí dương mày đâm đâu rồi mày? Để tao thấy rồi, bên em mày châm đâu rồi? Bởi vì khi mình học chí công là mình chính xác hơn thằng châm. Thằng châm nó chỉ đo, nó không có cảm nhận. Mà cái thằng chí công, cái thằng mà tập châm cứu nó không bao giờ cảm nhận như cái con nhỏ này, con đang học của tao cũng vậy. Nó là cử nhân về châm cứu. Nhưng nó chỉ biết châm, nhưng mà cái huyệt đó mày thấy trong người sao không biết. Nó châm thôi, này dư dâm đây châm. Nhưng chỗ này khi mình cập sao cảm nhận là tức là ịnh như hai ngón này, ịnh như thế đâu, để hai ngón tay đây, để hai ngón cái này, hai cái miếng ở đây mà đụng vô nó lâu lắm đó, mới rõ cái cảm nhận này vậy. Mình nó đau tức là trúng huyệt à, cái đó mà chính xác hơn nó. Nó lấy gì đo châm đại, còn mình tao để hai cái ngón này ịnh vô thấy nó đau là nó hiện ra này, hai cái khe ngón tay, cái xa xa cái tới chỗ điểm nào nó đau nhất nó hiện ra liền, ghê lắm. Cái thằng người thi công là cảm nhận huyệt gấp 10 lần cái thằng trong cứu, tại cảm bằng não ra, để vô hai nè, để hai cái ngón tay nè, cái kéo ịnh ô nó đau là trúng huyệt ra, huyệt liệt thiếu thương. Chứ đừng có theo sách vở nó bị đo không chính xác đâu. Làm còn đúng cái huyệt đó là trong khi tập bài động công nào nó chỉ để vô thấy rồi thuộc liền, thuộc tới già luôn không giờ quên, còn nó trong nó quên, còn không biết cái huyệt ở đâu nữa. Còn mày coi theo cái sách mà của trong cứu nó đo làm sao biết, còn tao để cho biết nó học đúng huyệt liền nè, ra thì thiếu đường liền. Còn này rồi mày lấy cây mày đụng đó là nó huyệt đó, thằng cứu hủa sao mày hay, tao không nhìn nó biết mày là chỗ đó mà đụng vô ai đúng hả, mày cứ giữ huyệt sao này thôi đụng vô đó nó đó. Mà khi mà bắt đầu mày biết rồi là mày có cái cảm nhận nó khác hết, cái huyệt thiếu thương nó khác cái huyệt ở đây, cái cảm nhận khác trong não rồi nó. Còn cái thằng kia trong cứu nó không có cảm nhận trong não như mình, thành ra tập khí công nó mình thông huyệt hay hơn nó là chỗ đó. Bây giờ nó hỏi mày thiếu thương, mày cảm nhận cái thiếu thương đâu nào, mày biết liền, mày để vô thấy cái cảm nhận nó liền. Còn nó làm sao nó biết, thành ra nó khi nó đụng lấy cái cây mày lấy cái tâm mày chọn chọn đúng độ đúng rồi đó, mày sao nó hay vậy, mày nhắm mắt mày lấy cây thông mày chọn chọn à, đúng vậy mày hay vậy. Mà mình không nhìn, còn nó phải đo chọn cái kim nó vô. Còn lấy mày muốn thử mấy thằng trong cứu giỏi, mày lấy cái tâm mày trong thiếu thương nó để mày kéo kéo đi, châm đi, trúng rồi đó. Ủa sao mày không nhìn mày biết lúc đó là mày trúng rồi đó. Rồi cái việc cao hoang vậy, để việc chí dương là mày lấy cái ca tâm mày chọn chọn chỗ tao cảm giác đó, trúng vô đó, để vô trúng rồi đúng không, trúng rồi xong mày tập hoài bắt đầu tất cả có việc gì gần biết hết. Mấy việc quan trọng tập trước, còn việc phụ tập sau. Việc chiếu thương là phụ nè, những cái việc lớn quá nó, nhiều việc, mấy cái việc là mấy cái việc đầu tiên là việc tập tỉnh khí công mày tập trước. Huyệt chánh giống như thành phố mình đi mấy cái đường chính thành phố, họ đi trước đi cái đường phụ là giống như đường từ đây ra thành phố, ra ngoài thành phố là phải biết con đường đó. Còn mấy cái đường lóc chóc cái hẻm học phố gì, cái đường chính là quan trọng nhất. Xong đường chính nó mới trẻ đường phụ, sao mà đường chính xong rồi là mấy cái đường phụ coi như mù vứt đi. Thì nó học khí công là học mấy đường chính trước, mấy huyệt chính trước. Huyệt này có một đang điền ba cái đang hẹp học liền, thấy không? Rồi xong tới mấy cái huyệt chính của nhâm đốc mạch, 12 cái huyệt và 12 cái mình đang học giờ, những cái giờ nào có huyệt là giờ đó là quan trọng nhất. Giống như là kinh 3 tới 5 giờ nó học đó. 3 tới 5 giờ thì học hai cái đầu 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 đầu
đầu vô đầu ra thì thiếu thương, và cái đầu cuối cùng nó là vân môn trung phổ, thuộc hai cái đầu trước. Mà biết từ đầu tới đuôi là cái từ đầu tới đâu, giống như Sài Gòn Đà Lạt, Bảo Lộc, Kinh Thương, nó phải thuộc vậy đó. Thì 12 là kinh mày thuộc hai đầu cho ta, thuộc thiệt thiệt kỹ hai huyệt, còn mày cảm nhận hai huyệt đó. Thì bắt đầu mày thuộc được 24 huyệt rồi, 12 kinh rồi nhâm nóng mộc lại học thêm 12 huyệt nữa. Mà cứ nhân lên dần thì dần dần bắt đầu lớn hết tầng thân, hết huyệt chính. Mà mấy huyệt chính là những huyệt. Thuộc cái trận cái ở chúng giờ bây giờ phải học cảm nhận thuộc, nhưng mà khi ông thầy nói huyệt là huyết nó nằm ở kinh nào, còn không nó lộn là chết mẹ đó. Ví dụ tôi hỏi nhiều là phụ phân đó là của kinh nào, phụ phân là lộn xộn là chết. Phụ phân phách hộ cao hoang thần đường nhá, phách hộ thì nằm ở kinh mấy không biết là chết. Phụ phân phách hộ là kinh 7, thấy không? Rồi ví dụ là trung phong hay là chiếu hải thì nó của huyệt của kinh nào, nghe cái tên phải biết là kinh kinh thần, có giỏi vậy mà nghe cái tên phải biết nó kinh nào cái đã, chưa vừa biết nó đâu, nó thuộc kinh đó là cũng đỡ rồi. Tức là mình nghe cái tên mà biết nó thuộc kinh nào là đỡ, đầu tiên phải thuộc cái đó trước. Thành ra mình học một kinh nào phải thuộc cái kinh đó, nhưng mà muốn thuộc đó thì bị ngó cái hình không che chữ, mình ngó chẻ chữ. Bây giờ có tiếng Tàu mình viết tiếng Việt vô không được, mấy cái chữ mình tiếng Tàu viết tiếng Việt đó. Sau đó cái mình ngồi mình cứ nhẩm lên ngó một hai cái gì tên gì tên gì tên gì, thuộc xong rồi bắt đầu mình lục sách nội kinh tố vấn thì mình đọc mà hiểu hết à, biết nó nằm ở đâu này. Nó dùng mấy cái đó nó nhồi tới nhồi lui, mình đọc như cái rừng vậy đó. Ví dụ như giờ khi anh đi từ huyện này qua huyện này qua này thì em chữa được bệnh nhỉ? Ủa mình biết cái này. Còn không thôi mày như cái rừng, mày học cái đó trước, khi mày mở sách năng kinh đọc kinh nói biết hết liền, thấy cái đó là đồ bỏ. Còn trước đọc như cái rừng, cái giống như mã hóa thì nó có những mã không đọc cái biết liền. Khi nó nói kinh phế là nó phải mấy thằng này không còn có huyệt khác. Hay cái thằng Trung Quốc là cái nào ra cái đó nó không có giống nhau, giống như chữ sơn là chữ sơn thôi, không có thể nào có chữ sơn, chữ nhân là có một chữ nhân làm sao có ba chữ nhân được. Chữ Tàu nó hay vậy đó, còn chữ Anh nó còn nó hơi thêm cái đuôi thêm cái đích, nó lại cái chữ khác liền. Chữ Tàu nó hay lắm. Thì cái huyệt nào là huyệt Mân Môn, là có một huyệt Mân, không có hai huyệt Mân Môn đâu, còn có số bữa là dễ lộ nó, khi huyệt cái này mới thuộc. Nhưng mà để ý nó có những cái quy luật, giống như cái kinh tim nó có chín huyệt à, số 9, giống như là trong Lạc Thư theo 1349 thì cái kinh tim Tâm Bào nè, với kinh tim thiếu âm tâm có chín huyệt, mà coi đúng chín huyệt à, cái gì nè, chín huyệt âm tâm nó có, bữa giờ học nè nó có chín huyệt à, rồi Tâm Bào cũng có chín huyệt à, thì dễ thuộc lắm. Thì mình phải để ý những cái logic để chơi mình học không, cái này nè con nhìn chín huyệt à. Tâm Bào cái là dịch tim nó có chín điểm mà, trong kinh dịch trong Lạc Thư cuốn số 9 thì trong mình phải liên, khi mình học đủ thứ được nhờ cái đó mình nhớ nó đó, có chín nè có chín huyệt à. Tâm Bào là cơ tim cũng chín huyệt à. Mà trái tim nó cũng có, kinh tâm nó cũng có chín huyệt à, sao không thuộc được? Thằng nào nó 10 thằng ngu vậy. Chứ mình đọc để ý mình học, bởi giờ học kinh dịch nó lợi chỗ mình chỗ đó, còn không kinh dịch mà không có sẵn sẵn cái mày lỗ sột hết. Mà nhờ cái này cái kia nó mới đan lại cái kiến thức, mình ngó hết mình hiểu hết cái sở đồ kinh lạc của tụi nó. Còn mình không học kinh dịch mình cứ của tại sao lại xuất chết, mình liên kết cái kia mình nhớ cái này có chín chín thuộc liền, khỏi cần học. Còn bên kia nó học hết nó ngu, tại nó không biết kinh dịch. Kinh dịch thì cái số 9 là tim Tâm Bào ở cái này chính huyệt, đúng rồi, tự nhiên nhớ khỏi học. Thật ra cái học dù thứ nó đan lại mình nhớ hết cơ thể người mau lắm. Rồi cái chín cái nhâm đốc mạch nó có chín cái dương một dương hai dương ba, là về sau học thì nó lợi cái đó. Số 1 là trường cường, số 2 là cái gì, cái dương 3, dương 4, dương 5 là cái gì, thuộc mẹ nó huyệt luôn. Tại mình học cái bài bên kinh dịch 6 cái phúc lục đâu thái trán ấy, mày thuộc mẹ nó mười mấy huyệt đó rồi, thấy không? Thế cái này học qua cái kia, còn không thôi mày học riêng là chết liền. Thì dựa bên kinh dịch học 12 cái huyệt của kinh dịch, 12 cái huyệt sau lưng ấy, thì mày thuộc 12 huyệt bên này, khỏi cần học. Còn không thôi mày học cái này không, nó điên đầu.
Tại cái này có một chút kia cái dễ nhớ không? Từ kinh dịch nó chỉ mình 12 cái huyệt nhâm đốc mạch, giờ có 12 trong đốc mạch, phục lâm thái tán gì đó. Rồi cấu độn bị quán bát đó, thấy không? Cái đó thuộc thượng quên thêm mớ huyệt, mà những huyệt nó là cái huyệt của bên nhâm đốc mạch. Thì khỏi cần học cái sơ đồ này. Còn sơ đồ này học chính cái huyệt của tâm bào với tim, là chỉ học chính cái huyệt nó ra. Hiểu số 9 này, lạc thư có 9 cái làm sao có 10 được. Bởi thằng nào thì muốn biết kiến thức này không, hỏi kinh tâm bào mấy huyệt. Là thằng này đó, nó không có khoa học, cái đầu nó không có khoa học, không có nhớ được. Đó là hết phần tôi nghĩ sơ độ, nói sơ về 12 huyệt, 8 kỳ kinh. Mà may là mày học huyệt rồi đó, đỡ mất công. Chứ còn mày giảng lại từng huyệt nè, mất giờ nữa. Mấy thằng kia phải chỉ từng huyệt, đọc tên từng huyệt lên bắt nó nhớ. Còn mày học rồi, có sơ đồ khỏi cũng nhớ. Không thể nghĩ.